Anh bắt đầu quay Canada. Thì có phải lúc nào cũng đánh đâu, không mỗi lúc đấy đánh Cứ bây quánh giờ. đi. Em phải có niềm tin chứ. Có Thế người ta đỏ người ta vẫn ăn liên tục. trước khi đánh lâu lắm, từ cái lúc chúng chưa có bao giờ đánh không. Có khi bây giờ em trúng nhưng mà từ giờ đến dài em không trúng nữa sao? Bây giờ mình phải tranh thủ anh. Đánh hết cái đỏ của mình thì thôi. Xoa này. Có biết đánh đề là gì đâu. Quánh phải trượt nhiều lần mới trúng một lần, làm như ăn được dễ lắm. Có phải không? Hả? Cứ đánh là được cơ mà. Quánh kể quánh 60 lần nhưng mà chỉ cần trúng một lần vẫn có lãi. Thế đấy. Ngủ đây. Ngam đây. Ông quần này sạch sạch lắm rồi. Áo của ấy đâu rồi? Quang rồi.